Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không đã được lắp đặt trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở Trường Sa, với những nâng cấp đáng kể nhất là tại đảo Đá Tây và đảo Sinh Tồn, theo báo cáo của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, đưa ra hôm 19 tháng 2. Báo cáo này cho biết, những công trình xây dựng gần đây nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam tiếp tục làm cho cơ sở của mình trong khu vực kiên cường hơn trước sự xâm phạm hoặc bao vây của Trung Quốc và đảm bảo rằng các căn cứ của Trung Quốc nằm trong phạm vi có thể tấn công được. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Mỹ, những nâng cấp gần đây tại đảo Đá Tây và đảo Sinh Tồn tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa. Các công trình phòng thủ ven biển, các ụ bê tông thường được kết nối với bong ke có mắt ở khắp các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam, báo cáo cho biết. Theo CSIS, Việt Nam trong hai năm qua đã lắp đặt các tháp tín hiệu và tòa nhà hành chính trên khu đất rộng 28,3 hecta tại đảo Đá Tây được khai hoang từ năm 2013 đến năm 2016 báo cáo còn cho biết một loạt các công trình phòng thủ cũng đã được xây dựng dọc theo 10,5 hecta đất của bờ biển phía bắc đảo Sinh Tồn trong một dự án được bắt đầu vào năm 2019. Trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ hòn đảo này, báo cáo cho biết phần việc chính đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái theo nghiên cứu của csis việt nam cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng gần đây tại đảo phan vinh và đảo nam yết nơi họ lắp đặt thêm các cấu trúc hình mái vòm dùng để bảo vệ anten radar và một số tòa nhà hành chính các tòa nhà hành chính cũng được xây dựng trên đảo sinh tồn đông và đảo trường sa đông báo cáo cho biết ngoài ra các hệ thống vũ khí mới hơn và tầm xa hơn đã được lắp đặt trên các tiền đồn của việt nam trong chuỗi đảo bao gồm các